xin chào các anh chị và các bạn à, ngày nay thì tôi thấy cũng không riêng gì học viện siêu việt nam mà sẽ xuất hiện rất nhiều các học viện doanh nhân và tôi thấy những người mà đi đào tạo phần lớn họ đều có kinh nghiệm đã triển khai trong các hệ thống doanh nghiệp hoặc chí ít thì họ cũng đi học được những cái chương trình rất là tiên tiến của nước ngoài vậy thì ít nhiều ở đâu đó thì mỗi một người thầy đều có cái hay nhất định À, thế thì tôi thấy có một số anh học trò của tôi Họ rất là tuyệt vời Họ có thể bỏ ra 300 triệu Họ đi học tất cả các ông thầy Tất nhiên lúc ấy nó thành một cái nồi lẩu Nhưng nếu một người mà từ cái nồi lẩu ấy Mà chắt lọc được ra những cái tinh túy của người ông thầy Thì nó lại tạo ra một cái giá trị vô cùng lớn à, Thế thì ở đây nó mới sinh ra cái câu chuyện là Tại sao có rất nhiều người đi học Học rất nhiều khóa Nhưng về vẫn thất bại Có những người họ chỉ đi học rất ít thôi Họ vẫn thành công và ở ngoài đời thì có rất nhiều anh là học rất là giỏi nhưng không thành công có những anh học rất là trung bình bình thường thôi nhưng họ lại rất thành công vậy thì sau tất cả những cái lý do đó thì người đời thường đổ cho một cái thứ cuối cùng đó là tại số nhưng thưa các anh chị không phải không phải chúng ta hãy hãy nghiên cứu thử một tí xem nào đây hôm nay tôi chia rõ làm rõ cái khái niệm à, giữa học học và hành nó khác nhau ở chỗ nào thế thì thường là cái câu chuyện là các anh chị hay 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 nói rằng là gì ạ từ lý thuyết đến thực tiễn xa lắm em ơi xa lắm em ơi Úi giời, thường các anh chị hay nói vậy mà ông thầy nào nói hay thì ông bảo là bây từ lý thuyết đến thực tiễn còn xa lắm vậy thì chúng ta phải quay lại lý thuyết là cái gì thực hành là cái gì mà cứ suốt ngày nói xa lắm thì thưa các anh chị học khi mà chúng ta đi học là các anh chị học cái gì ạ học kiến kiến thức và để học kiến thức này các anh chị cần cái gì ạ thông thông minh thông minh để gì ạ nhớ nhớ kiến thức thưa các anh chị thông minh chỉ để nhớ kiến thức thôi ờ thì cái phần này học cho nên phần các anh chị thi là thi cái gì ạ thi kiến thức Nhưng từ cái kiến thức này Thì hành là gì? Ứng gì ạ? Ứng dụng Và các anh chị phải làm nhiệm vụ Ứng dụng cái kiến thức này vào trong đời đời sống Nhưng để ứng dụng được Thì các anh chị phải có Có trí tuệ Phải có trí tuệ Vì vậy cái phần ứng dụng này Là phần gì ạ? Cái phần này nó tạo ra quả wow. Đấy, trong đạo Phật thì anh này gọi là Quả, anh này gọi là nhân. Và trong quá trình lao động, lao động thì anh biết áp dụng kiến thức vào vào đời sống thì cái này gọi là gì ạ? Cái này gọi là duyên. Đấy, như vậy nói gì thì nói anh phải có nhân, qua lao động nhiều, đủ duyên thì tạo gì? Tạo quả. Cho nên trong đạo Phật mới nói là gì ạ? Đủ duyên sẽ gì? sẽ tới. Đấy, đủ nắng hoa sẽ gì? sẽ nở. Nhưng phải có, có nhân. Vậy thì nhân bất học bất chi lý, nhưng học lắm mà không biết dùng vào đời sống thì còn ngu hơn là không học. Đấy, có rất nhiều nhân mà chẳng ra quả nào, còn tệ hơn thằng có một nhân mà ra gì, một quả. Một nhân ra gì, nhiều quả. Vì vậy cái phần trí tuệ nó quan trọng hơn phần thông minh. Vậy thì để giải quyết cái việc này để tất cả chúng ta biết cách xử lý được có được kiến thức có cả nhân, có cả duyên, có cả quả thì cách đào tạo của học viện CEO Việt Nam bây giờ có gì khác học viện CEO Việt Nam. Thì lần đầu tiên tôi đưa ra một chương trình học gọi là học on và học off như vậy toàn bộ cái phần online tôi cho anh em học phần gì ạ à? phần kiến thức kiến thức à. thì bắt đầu là à, khi các anh chị đăng ký khóa học một phát thì các anh chị được học toàn bộ kiến thức này trên trên online à. thế thì anh nào mà à, thông minh thì học nhanh anh nào không thông minh thì học chậm nhưng cuối cùng vẫn đủ gì vẫn đủ kiến thức gọi là đủ đủ nhân sau khi học kiến thức thì vừa học các anh chị vừa làm ở nhà như vậy thời gian học này kéo dài một gì ạ một tháng như vậy vừa học xong lại vừa gì vừa lao động tức là vừa ứng dụng vào để làm đấy phần kiến thức này ứng dụng nhưng ứng dụng không hiệu quả thì bắt đầu đến phần offline là các anh chị đến gặp thầy hai ngày trong hai ngày này chúng ta ngồi với nhau để gì ạ bàn cách ứng dụng gì sử dụng trong doanh doanh nghiệp và tôi làm được cả phần kiến thức và phần gì ạ phần phần trí tuệ tức là trong hai ngày này chính là ta bơm cái gì ạ bơm cách sử gì sử dụng như vậy các anh chị có kiến thức có sử dụng anh thông minh hay là kém thông minh thì anh thông minh học nhanh anh kém thông minh học lâu hơn một chút ứng dụng sử dụng này người ta gọi là trí, trí tuệ vì vậy ở trong chương trình đào tạo của học viện siêu việt nam sắp tới chúng ta đưa ra một khái niệm học gọi là phương pháp pháp học on off on là học tỉa à? lý thuyết on là học kiến thức on là tạo ra nhân trong lúc học on thì anh chị lại tiếp tục lao động để ứng dụng nó vào trong vòng một tháng thì như vậy nó tạo ra gì ạ à? duyên rồi sau đó chúng ta đến gặp nhau ngồi trong hai ngày và chúng ta bàn với nhau cách là ứng dụng những kiến thức mà đã học được ở trên online để sử dụng vào doanh nghiệp của các anh chị trong thực tế thì chúng ta phải sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả thì có hai ngày để học offline và đây là phương pháp mà tôi tôi đưa ra phương pháp học on-off để giải quyết cả hệ thống gì ạ lý thuyết lẫn thực tiễn giải quyết cả gì ạ thông minh lẫn trí tuệ giải quyết cả gì ạ kiến thức lẫn phương pháp sử dụng thì như vậy thì chúng ta mới tạo ra là học đi đôi với hành và giúp cho các bạn trẻ, giúp cho các doanh nghiệp, từ từ nhỏ cho đến là quy mô lớn đều có thể về và ứng dụng được ngay vào để nó hiệu quả. Vì một trong những cái triết lý của doanh nghiệp của, của của tập đoàn siêu Việt Nam là à, một trong những cái giá trị cốt lõi là giá trị giá trị là gì? Khi khách hàng đến gặp chúng ta và họ trả tiền cho chúng ta thì cái giá trị mà họ nhận được phải xứng đáng với cái đồng tiền mà họ bỏ ra, tức là thời gian thu hồi vốn và chúc cho các bạn có được cái từ cái tư duy này để lựa chọn các khóa học hoặc lựa chọn cách học không phải học ở học viện đâu nhá học ở đâu cũng được nhưng chúng ta biết cách lựa chọn là chúng ta hiểu là nếu có một đống kiến thức mà không biết ứng dụng vứt nếu không có kiến thức thì mất đi nền tảng nhân sau có quả cho nên chúng ta vẫn phải học thường ngày vẫn phải lao động thường ngày để tạo ra duyên thì ắt chúng ta sẽ có trí tuệ và quả nó đến và chúc cho các doanh nghiệp chúng ta có cả nhân duyên và quả tốt à, xin trân trọng cảm ơn